Chào các bạn, trước mặt ta đây là chợ Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Chợ Cẩm Đông được tiến hành thi công từ tháng 10 năm 2010 đến 28 tháng 12 năm 2012, đã hoàn thành giai đoạn 1. Chợ được khai trương khánh thành vào sáng ngày 29 tháng 1 năm 2013. Chợ chính có 3 tầng và 1 tầng hầm được đầu tư hệ thống trông giữ xe, tầng 1 và tầng 2 có hơn 250 gian hàng kinh doanh với đa dạng các mặt hàng quần áo, giày dép, bánh kẹo, mỹ phẩm, kim khí, loa đài. Đây là chợ được xây dựng kiên cố và hiện đại ở thành phố Cẩm Phả. Tiếp sau đây mời các bạn hãy cùng trải nghiệm một vòng quanh chợ Cẩm Đông này để thấy được những hình ảnh thực tế.